chuyện Bác Hồ chọn bộ trưởng cho chính phủ lâm thời. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị là người cầm lái con thuyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một cuộc cách mạng trong xây dựng nền hành chính mới, với chất lượng, tổ chức hoạt động và đặc biệt là bộ máy nhân sự khác về chất so với trước đây. Với những lựa chọn, quyết định táo bạo mà sáng suốt, chính phủ lâm thời ra đời ngày 28 tháng 8 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã quy tụ nhiều nhân sĩ, nhân tài thực sự được xem là thế hệ vàng của cách mạng Việt Nam. Vậy bác đã chọn những bộ trưởng nào cho đất nước? Chân dung lịch sử mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cụ Huỳnh Thúc Kháng, sinh năm 1876, mất năm 1947. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, hiệu Mính Viên, tự Giới Xanh, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng vốn nổi tiếng là thông minh, học giỏi và sớm đạt giải cao trong các kỳ thi. Năm 1900, cụ đỗ giải nguyên kỳ thi hương, đứng đầu kỳ thi hương và đến năm 1904 đỗ tiến sĩ, kế thừa truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam. Cụ Huỳnh Thúc Kháng không ra làm quan mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước diễn ra sôi nổi những năm đầu thế kỷ 20. Năm 1905, cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp đi tìm hiểu tình hình thực tế ở phía Nam, xem xét dân tình, sĩ khí, đề xướng tân học và tìm bạn cùng chí hướng. Năm 1906, trở về Quảng Nam khởi xướng lãnh đạo phong trào Duy Tân. Năm 1908, cụ Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân Pháp bắt, đày đi tù Côn Đảo suốt 13 năm, từ năm 1908 đến năm 1921. Sau khi được trả tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tích cực hoạt động đòi quyền lợi cho dân, cho nước. Năm 1926, ông đắc cử dân biểu rồi được cử làm viện trưởng Viện Dân Biểu Trung Kỳ. Trong 3 năm hoạt động ở viện, ông cương quyết tranh đấu trong nghị trường rồi nhân việc chống lại khâm sứ Pháp Rabouin, ông từ chức. Năm 1927, ông sáng lập ra nhà in và báo Tiếng Dân. Suốt thời gian này, ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo tại Huế cho đến khi tờ báo Tiếng Dân bị đình bản năm 1943. Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng dụng cụ Huỳnh Thúc Kháng giữ nhiều trọng trách trong chính phủ là do hoàn cảnh đất nước đang rất cần một người hiền tài có tâm, có tầm, yêu nước mà không phải là cộng sản để có thể quản lý, lãnh đạo chính phủ và làm trung tâm đoàn kết được đông đảo các tầng lớp giai cấp, đảng phái và các lực lượng xã hội vào khối đại đoàn kết chung của dân tộc. Theo thỏa thuận ngày 23 tháng 12 năm 1945 giữa Việt Minh và các đảng đối lập cùng tham gia xây dựng chính phủ kháng chiến, thì người đứng đầu hai bộ quan trọng là Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng phải là nhân sĩ trung lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước thuộc hàng tiền bối, là bậc đại khoa, có danh vọng và uy tín lớn lao. Việc cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ và giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa giúp cho chính phủ có thêm một nhân sĩ tài năng, đức độ, do đó cũng củng cố thêm sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân và uy tín của chính phủ được tăng thêm. Đầu năm 1947, tiếp tục hành trình đi kinh lý miền Trung, do tuổi cao, sức yếu và lâm bệnh nặng, cụ Huỳnh qua đời tại tỉnh Quảng Ngãi ngay ngày 21 tháng 4 năm 1947 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước. Tri ân và ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 27 tháng 12 năm 2012, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước dành cho cụ Huỳnh. Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội Nguyễn Văn Tố, sinh năm 1889, mất năm 1947. Cụ Nguyễn Văn Tố, hiệu là Ứng Hòe, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1889 trong một gia đình nhà nho ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày nay. Cụ thuộc lớp trí thức đầu thế kỷ 20, uyên bác cả nho học lẫn tây học. Cụ từng làm việc tại Viện Viễn Đông Bắc Cổ, hội trưởng hội truyền bá học chữ quốc ngữ và đã có đóng góp lớn trong việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt.
Được sự tín nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ lâm thời, cụ Nguyễn Văn Tố đã đem hết nhiệt tình cách mạng và tri thức uyên bác của mình đóng góp cho đất nước khi vừa giành được độc lập tự do. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội, cụ đã tích cực tham gia vận động nhân dân chống giặc đói và giặc dốt. Khi họp thứ nhất ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, các đại biểu đã nhất trí bầu cụ Nguyễn Văn Tố làm trưởng ban thường trực Quốc hội, tương đương Chủ tịch Quốc hội ngày nay. Trên cương vị này, cụ có những đóng góp quan trọng vào việc ký kết hai văn bản hiệp định ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, tạm thời hòa hoãn thực dân Pháp, giúp Đảng và Chính phủ có thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài. Cụ còn trực tiếp cùng với Quốc hội xây dựng Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 31 tháng 10 năm 1946, Quốc hội đã bầu ra chính phủ kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Cụ Nguyễn Văn Tố tham gia chính phủ với cương vị mới là Bộ trưởng không giữ bộ nào. Chính phủ vừa thành lập được hơn một tháng thì toàn quốc kháng chiến nổ ra. Trung ương Đảng, chính phủ trở lại Việt Bắc. Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tiến công quy mô vào căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cụ bị bắt và hy sinh. Tin Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố hy sinh khiến mọi thành viên chính phủ đều vô cùng thương tiếc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ký Chiến đấu trong vòng vây đã viết lại: "Cụ Tố hy sinh là một tổn thất lớn cho ta." Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế, sinh năm 1909, mất năm 1968. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trong một gia đình trí thức yêu nước. Cha là nhà giáo Phạm Ngọc Thọ, mẹ thuộc dòng hoàng tộc Huế. Ông theo gia đình học tiểu học ở Phan Thiết, Thanh Hóa. Sau ra Hà Nội, học trung học ở trường Albert Sarot. Sau khi đỗ tú tài năm 1928, ông vào học trường Đại học Y Đông Dương, nay là Đại học Y Hà Nội. Hết năm thứ tư, ông sang Pháp học tiếp và tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1934. Sau thất bại của khởi nghĩa Nam Kỳ, Đảng lui vào hoạt động bí mật. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được phân công hoạt động trong phong trào bất hợp pháp và bán hợp pháp của thợ thuyền Sài Gòn. Ông góp phần quan trọng trong việc thành lập công hội bí mật ở Sài Gòn và được giao nhiệm vụ ủy viên công hội bí mật Sài Gòn Chợ Lớn, là một trong những người có vai trò sáng lập và dẫn dắt tổ chức thanh niên tiền phong Nam Bộ, một tổ chức tập hợp thanh niên bán công khai, gắn bó mật thiết với Đảng. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 27 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong điều kiện nước ta thời kỳ đó, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, lại phải nhanh chóng hoàn thiện cơ bản bộ máy đối phó với thù trong giặc ngoài, để đảm đương chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, không thể chỉ đơn thuần là một bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn cần phải là một nhà trí thức có uy tín, được nhân dân tin tưởng ngay theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thấy bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chính là người hội tụ đầy đủ những yêu cầu cần thiết đó. Và thực tế đã chứng minh đó là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 1945, trong hoàn cảnh nhân dân Nam Bộ đang ngày đêm phải đối phó với những thủ đoạn của quân đội thực dân Pháp, núp dưới bóng quân Anh muốn trở lại xâm lược nước ta, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch xin từ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế để trở về với mặt trận phía Nam làm việc và cống hiến cho sự nghiệp chống giặc cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý với nguyện vọng đó của ông. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần trọng dụng trí thức mà còn thể hiện sự tin tưởng của bác đối với người đồng chí Phạm Ngọc Thạch. Bởi ngay khi trở về miền Nam, ông đã được chính phủ giao phó đảm nhiệm những công việc rất quan trọng của đất nước thời điểm đó. Là một bác sĩ, nhưng có rất nhiều lần Phạm Ngọc Thạch được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao những công việc thuộc về công tác đối ngoại. Ngày 18 tháng 4 năm 1946, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ định tham gia phái đoàn chính phủ đến Đà Lạt để đảm bảo chủ bị do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm trưởng đoàn. Ngày 21 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 216 cử Phạm Ngọc Thạch giữ chức Thứ trưởng Phủ Chủ tịch, phái viên chính phủ đi gặp lãnh đạo Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ để vận động chính quyền các nước này giúp Việt Nam đặt cơ quan đại diện chính phủ và tổ chức phòng thông tin. Tin tưởng vào y đức và chuyên môn của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước đã cử ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Đến năm 1958, làm Bộ trưởng kiêm Viện trưởng Viện Chống Lao Trung ương, trưởng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương.
luật sư Phan Anh, sinh năm 1911, mất năm 1990. Luật sư Phan Anh, sinh năm 1911 tại Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, một địa danh nổi tiếng, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều nhân vật lỗi lạc, để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Với truyền thống từ một gia đình nho học yêu nước, vượt qua cuộc sống thời niên thiếu gian nan, vất vả, ông sớm tiếp cận đến một nền tri thức hiện đại, tạo nên phẩm chất của một nhà hoạt động xã hội, một chính khách. Năm 22 tuổi, ông thi đỗ ba bằng tú tài bản xứ, tú tài chính quốc Pháp về toán và triết học, một thành tích hiếm có lúc đó. Lên đại học, ông phải chọn giữa hai ngành luật và y dược, vì lúc đó ở Đông Dương chỉ có một trường đại học Đông Dương với hai ngành đào tạo là luật và y dược. Với tư tưởng hành nghề tự do, sau khi ra trường, ông đã quyết định học luật. Cuối năm 1937, ông sang Pháp để tiếp tục học luật, với ý định trở thành giáo sư trường đại học luật. Từ một luật sư, ông đã trở thành chính khách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với 30 năm giữ cương vị bộ trưởng, 30 năm là đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7. Bằng học vấn uyên bác, tư duy logic, sự nhạy cảm về chính trị, tài năng, tâm hồn của một luật gia trong sáng là những yếu tố đã giúp ông trong hoạt động chính trị trong nước và quan hệ với chính khách nước ngoài. Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra, ông về nước làm luật sư ở Tòa Thượng Thẩm Hà Nội và tham gia chính phủ Trần Trọng Kim giai đoạn sau khi Nhật đảo chính Pháp. Với chức vụ Bộ trưởng Bộ Thanh niên cùng với giáo sư Tạ Quang Bửu thành lập Trường Thanh niên Tiền tuyến tại Huế năm 1945. Từ năm 1945 cho đến khi thống nhất Tổ quốc năm 1975, ông là thành viên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau năm 1975 cho đến cuối đời, ông tham gia các hoạt động của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới. Trong những năm 1976 đến 1990, bằng tài năng và nhiệt huyết, ông đã đóng góp xứng đáng vào phong trào hòa bình của nhân loại tiến bộ, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Trước khi diễn ra kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 1, tại thủ đô Hà Nội, Bác Hồ cho gọi luật sư Phan Anh đến Bắc Bộ Phủ. Bác nói, chúng ta cần phải thành lập chính phủ liên hiệp nhằm đoàn kết nhân dân, thống nhất hành động. Để thành lập chính phủ liên hiệp, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng cần giao cho những người ở vị trí trung lập. Tôi đề cử chú nhận nhiệm vụ quan trọng đó. Lúc đầu, luật sư Phan Anh thấy ái ngại vì mình không được đào tạo chính quy về quân sự. Vì thế, ông đã đề xuất với bác là cử giáo sư Hoàng Xuân Hãn, một trí thức có cảm tình với cách mạng và đã từng học qua trường quân sự cao cấp Polytechnic ở Paris làm nhiệm vụ này. Bác không nhất trí, cố gắng thuyết phục và an ủi. Chú đừng ngại, tuy chú đảm nhận trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng nhưng không phải tập trung công việc vào chuyên môn quân sự vì đã có chú Võ Nguyên Giáp. Nhiệm vụ của chú là tập trung vào vấn đề chính trị nhằm đoàn kết trong ngoài. Cuối cùng, luật sư Phan Anh đã nhận lời làm Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ Liên hiệp tháng 3 năm 1946. Đến tháng 7 năm 1946, luật sư Phan Anh được chính phủ giao chức Tổng Thư ký Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trưởng đoàn là ông Phạm Văn Đồng, đi dự hội nghị Fontainebleau, đàm phán với chính phủ Pháp. Sau này, trong lời nhận xét của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn đánh giá: anh Phan Anh, người trí thức yêu nước, đã một lòng đi theo con đường của Bác Hồ và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Ramesh Chandra cũng phải thốt lên: đồng chí Phan Anh là một người chỉ dẫn, người thầy giáo, là một biểu tượng của nhân dân Việt Nam anh hùng. Luật gia, luật sư Phan Anh không chỉ là một chính khách mà còn là nhà hoạt động, xã hội, xây dựng và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực pháp luật. Nổi bật là sáng kiến của ông sau Đại hội khóa 3 thành lập Ủy ban Dân chủ Pháp luật, một tổ chức tư vấn về pháp luật tập hợp các luật gia nhằm tư vấn cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dân chủ và pháp luật. Luật sư Phan Anh đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Vàng, Vận động Hòa bình Thế giới. Còn bạn, bạn đánh giá như thế nào về cách chọn người của Bác Hồ? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận ở phía cuối video và đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân dung lịch sử nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.